Công vụ các sứ đồ đoạn 14 Tại thành Iconi, Phaolô và Barnaba cùng vào nhà hội của người Juda và giảng một cách đến nỗi có rất nhiều người Juda và người Greek tin theo. Song những người Juda chưa chịu tin thì xui dục và kheo chọc lòng người ngoại nghịch cùng anh em. Do vậy, Phaolô và Barnaba ở lại đó cũng khá lâu, đầy dẫy sự bạo dạn và đức tin trong Chúa và Chúa dùng tay của hai sứ đồ làm những phép lạ dấu kỳ mà chứng về đạo ân điển của Ngài. Nhưng dân chúng trong thành chia phe ra, kẻ thì theo bên Juda, người thì theo bên hai sứ đồ. Lại khi những người ngoại và người Juda cùng các quan mình nổi lên đặng hà hiếp và ném đá hai sứ đồ, thì hai sứ đồ đã biết trước, bèn trốn tránh trong các thành xứ Lycaoni là thành Lister thành đẹp mơ và miền chung quanh đó mà giảng tin lành. Nơi thành lý Trơ, có một người liệt chân, què từ lúc mới sinh ra, chẳng hề đi được. Người ngồi và nghe phao lô giảng, phao lô chăm mắt trên người, thấy có đức tin để chữa lành được. Bèn nói lớn tiếng rằng, người hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên, người nhảy một cái rồi đi. Dân chúng thấy sự phao lô đã làm, thì kêu lên bằng tiếng ly cao ni rằng, các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Chúng bèn xưng Banaba là thần Jupiter, còn Paulo là thần Mercury. vì là người đứng đầu, giảng đạo. Thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành, đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với đoàn dân, dân một tế lễ. Những hai sứ đồ là Manaba và Paulo hai điều đó, bèn xé áo mình, sắn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng Hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Chúng ta giảng tin lành cho các ngươi, hầu cho xây bỏ các thần hư không kia mà trở về cùng Đức Chúa Trời hàng sống, là đấng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Trong các đời trước đây, Ngài để cho mọi dân theo đường riêng mình. Do vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho là mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng, dân cho mình một tế lễ. Bây giờ có mấy người Juda từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá phao lô, tưởng người đã chết, nên kéo ra ngồi. Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người thì người vùng đứng dậy và vào trong thành bữa sau người đi với banaba đến thành đẹp mơ khi hai sứ đồ đã rao truyền tin lành trong thành đó và làm cho khá nhiều người trở nên môn đồ thì trở về thành lý trơ thành iconi và thành antioch dục các môn đồ vững lòng khuyên phải bền đổ trong đức tin và bảo trước rằng phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới được vào nước Đức Chúa Trời khi hai sứ đồ kiến lựa chọn những trưởng lão trong mỗi hội thánh cầu nguyện và kiến ăn xong thì dân các người đó cho chúa là đấng mình đã tin đến kế đó hai sứ đồ vượt qua đất bcd đến trong xứ bamphili sau khi đã truyền đạo tại thành bẹt dê rồi thì xuống thành actali từ nơi đó hai người chạy bồm về thành antioch là chỗ mình đã ra đi được giao phó cho ăn điện Đức Chúa Trời để làm công việc mình vừa mới làm xong. Hai người đến nơi nhóm họp hộ thánh rồi, bèn thuật lại mọi việc Đức Chúa Trời đã cậy mình làm, và Ngài mở cửa Đức Tin cho người ngoại là thế nào. Hai người ở tại đó lâu ngày với các môn đồ.